cái gì không? Bắt đầu xin chào mấy bạn, 2, 3. Xin chào mấy bạn. What? Tên là Anna. Es perfecta mujer de la cabeza a los pies. Tú pasas en mi nivel. Tienes el piquete de la forma que tú besas, mami. Más cerca que un orgasmo. De la forma que tú besas, mami. Más cerca que un orgasmo. Es perfecta mujer. Es quá mẹ. Hát vừa hay nhảy vừa phục. Kimber Safari nha. Yeah. Okay, mọi thắc mắc hoặc là yêu cầu gì đó hãy liên hệ về. Ok. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ bắt đầu tham quan sở thú trong Vinpearl và mình sẽ đi trên xe bus để tham quan những thú ở ngoài. Lúc sau thì mình sẽ vào trong nhà để xem những thú ở trong nhà sao. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo chú Đạt nha. Mọi người đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Yeah. Khi mình đi tham quan những bạn thú được thả tự do thì mình là những giống như những bạn thú được nhốt trong chuồng. Vâng ạ, rồi chính xác nha. Chúng ta sẽ bị nhốt trên một chiếc xe chuyên dụng và sau đó chúng ta sẽ đi lòng vòng cho động vật nhận chúng ta. Biết nói gì? Ồ, có gì đó. Sao rồi? Không hả, không hả. Không hả, không hả. Đẹp quá ta mà không đẹp quá ta nghe. Không hả. Rồi, những bạn đang coi phía trên thì sao nào? Ở phía trên chúng ta là những bạn gian sen. Con kìa, kìa. Con này con dê. Con dê. Con cả cừu luôn à. Con cừu luôn à. Màu trắng trắng sao kìa. Dạ, con cừu là con này. Đây, đây là cừu. Ở bên tay trái chúng ta là Kukizu. Những loài động vật bé, nhỏ, đáng yêu dành cho trẻ em ở trong đây ạ. Và cả nhà chúng ta có biết bạn bên tay trái là bạn gì không? Bí. Bạn gì kia? Bạn khỉ. Khỉ kìa. Đó là giống đúng không nào? Loài này hùng linh trưởng. Bạn có tên đầy đủ là Tinh Tinh. À, có Tinh Tinh. Tinh Tinh à. Chúng ta sẽ qua trước nào. Đúng rồi đó. Như vậy đó, những cái shop đắp ra. Tinh Tinh hay được con gà tô ngộ không? Chúng ta đầy vô kỳ. Tinh Tinh giống như người mình. Ôi trời ơi. Đúng rồi bạn nhỏ. Các bạn tin tin, con người chúng ta còn hay gọi là giả nhân á. Giả nhân là người sống ở hoang dã. Ở bên tay trái chúng ta là hiêu sao của Việt Nam. Hiêu sao kìa. Hiêu sao mình không biết. Con hiêu á. Ủa cái nhà hư quá, có ngôi nhà xa. Con hiêu. Con xe cái này là ông kia là em đó là hai con xe đó. Đúng rồi. Ở bên tay trái chúng ta kìa. Vậy là chúng ta biết bạn này bạn gì không? Bạn này trong phim vua sư tử có tên là Timo. Hello. Nè. Ủa sao nó không xì cánh ra? Một câu hỏi khá là hay. Tại sao bạn không xì cái đuôi ra ta? Giới thiệu với chúng ta nha. Bạn xì đuôi vào ngay mùa xuân á. Cái mùa mà bạn thu hút bạn tình. Cái mùa mà bạn đi cưa gái đó. Thế là đây là công đực à? Dạ công chống à. À công chống á. Bây giờ chúng ta sẽ đổi chiếc xe nha. Xe số 5 là xe sẽ hỗ trợ đồng mình. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ chuyển sang một cái xe bus số 5 để đi vào khu động vật hoang dã. Và lý do là sẽ có nhiều động vật đi lại. Động vật đi lại. Động vật đi lại. Rất là tự nhiên. Được thả tự do. Nên là nhà mình đi lại.
nên là dòng động vật cao cấp như chúng mình đây. Động vật cao cấp như chúng mình đây. Các bạn sẽ phải nhốt vô chuồng. Để con lên đi nè. Vâng, xin chào mừng quý khách chúng ta đến phim Bird Safari. Xin chào mừng gia đình của chúng ta. Vâng, ngôi nhà đầu tiên chúng ta sẽ tham quan là những bạn động vật ăn cỏ đến từ châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Chúng ta cùng khám phá xem các bạn đầu tiên là những bạn nào di chuyển về phía trước ngay bây giờ. Loài nai Samba này to nhất trong họ vù nai đó, trung bình có cân nặng khoảng 500 kg. Con hiêu. Con hiêu. Đó. Xin giới thiệu chim công. Đó, em thấy không? Bài mái luôn luôn xấu một bài cục. Cái gì vậy? Nghĩ sao vậy? Sao mà ra giống tốt được vậy? Hiêu. Hiêu cái tông. Hiêu đang ăn gì? Cô Viên có biết gì không nè? Các bạn linh dương đen nhỏ nhỏ con như thế đó, nhưng mà chạy nhanh lắm nha, vận tốc trung bình có thể đạt được là 80 km/h. Wow, thật kỳ đúng không ạ? Và ngôi nhà đầu tiên này có một điều thú vị ạ, tất cả những bạn con gái không có sừng, chỉ có con trai mới có sừng. Con trai mới gọi là đẹp. Tức là con trai là bị cấm sừng à? Cánh cổng phía trước sẽ mở ra. Mình có biết được không ạ? Những cánh cổng này hoạt động theo một cơ chế duy nhất, một đóng một mở. Cánh cổng phía sau khi đóng hoàn toàn, phía trước nó dám mở ra. Và không phải tự động đâu nha, mà có người điều khiển. Một anh đang ngồi bên tay trái ở trên chòi canh, có nhiệm vụ đóng và mở cửa này. Một bạn thấy bạn. Wow. Con hổ. Chúng ta của tể sơn lâm là đây. Dù đang chạy hổ trên cao, chúng ta xem loài hổ họ nhà. Wow. Sang hổ có giỏi không ạ? Anh rất là. Dạ vâng đồng. Cái khu bán hoang dã này là các bạn không bị mắc các bạn đang săn bắt. Là mình giấu thịt hoặc là kỹ hoặc là kính. Để cho bạn đi tìm một. Nhưng mà có biết gì không? Khi giấu như vậy các bạn bỏ trong nhà. Chúng ta mà để bạn ở ngoài giống như thế thì sao ạ? Tại sơ chúng ta chú. Ngoài ra thì có một cách thứ ba nữa, đó chính là sử dụng chiếc xe chuyên dụng bọc thép. Có một cái dòng suối để các bạn để tắm luôn ạ. Đó là phần bên phải. Anh chị có ngạc nhiên không nào? Trong họ nhà mèo, duy nhất hổ là thịt nước. Rồi chúng ta đã nói là chia tay loài hổ rồi, mình tiến về ngôi nhà tiếp theo thôi ạ. Ngôi nhà này vẫn hai lỗ cổng. Ngôi nhà này thuộc động vật nguy hiểm tiếp theo. Bạn có bộ lông màu đen, đặc biệt ở chỗ là rất là đáng yêu ở phía trước chúng ta. Là con gấu. Gấu chính xác luôn nha. Con làm sao? Đây là những bé con robot. Không phải là con gấu. Không phải robot đâu nha. Có phải robot không? Chúng ta cùng quan sát bạn phía trước. Bạn đang chào chúng ta đó. Bạn đang chào gấu chúng ta một cách nồng nhiệt. Mình xem bạn có đi theo xe chúng ta không ạ? Một cách chào rất là thân thiện đúng không nào? Và đây là những phần thưởng. Gấu là một động vật ăn thạch ạ. Cái gì bạn ăn cũng được nha. Rau củ quả mật. Nhìn vậy mà con muốn nuôi quá. Nhìn vậy mà con muốn nuôi quá à? À đứng vậy nè. Hai cho nó lên xe em đi. Cho nó lên xe rồi mình đi xuống xe đó con. Anh Na ơi, anh Na biết bạn gấu là tên gì không nè? Bạn gấu chú đúng không? Bạn đây. Mi bảo vào đây này. Con Vi đặt tên cho bạn chính là bạn Bo. Chào Bo. Con gấu này là loài gấu đen châu Á. Người Việt mình gọi là gấu ngựa. Vì sao ạ? Khuôn mặt của bạn quá giống đi. Ngoài ra thì bạn có nickname là gấu mặt trăng. Bạn có một cái yếm mặt trăng lưỡi liềm ngay trước ngực. Chúng ta quan sát xem cái mặt trăng như thế nào. Thấy rồi. Nhưng mà một cái mặt trăng hình chữ V đó. Chào bố. Ok, chúng ta tạm chia tay bạn thôi nào. Ở bên tay trái chúng ta cùng quan sát một lần nữa. Ngoài mặt ong một tuần lễ ba lần, bạn còn ăn nữa chính là cơm trắng và thịt luộc. Đấy rồi, cơm trắng ăn nhiều luôn. Vâng ạ, đây là chứng minh cho động vật ăn tạp lại này. Vậy chứng tỏ là đây là động vật ăn tạp rồi. Cơm trắng và thịt luộc. Nhưng mà nghĩa là một
chào mừng chúng ta đến với vua sư tử, đâu? Vua Simba. Chúng ta cùng khám phá xem các bạn đang ở đâu nhé. Có thấy rồi. Ủa sao con thấy nhanh vậy? Quá đáng yêu, quá tinh mắt luôn à. Ở bên tay phải chúng ta có những cô nàng đang nằm nghỉ kìa. Những bạn không có vòm là con trai hay con gái? Con gái. Quá hay luôn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tìm bạn con trai nhé. Em muốn biết yêu em nhảy xuống thử. Chị có hổ. Con gì ở bên tay phải chúng ta? Những bạn đang nhìn xe ở phía sau. Đó là những bạn con gái. Và vị vua chúng ta đang ở phía dưới sập gỗ kia. Quá dễ thương. Ô, đẹp quá ta. Xe chúng ta. Đẹp quá ta. Ông vua là có cây bờ, xung quanh là những cô vợ xinh đẹp. Ôi, nhiều vợ thế à? À, chị có biết gì không? Biết các bạn sư tử này, ở trong tự nhiên, một anh chàng có từ 4 đến 6 cùng vợ. Ghê vậy? Thế hình như ở kia nhiều. Anh này anh có 6 cùng vợ ở đây. Và bạn đang đứng dậy, đang chặn xe chúng ta là con gái nè. Đâu có quay nóng trên cổ đâu. Hiểu rồi. Mình nhìn mình hiểu rồi. Mình thấy có hai ba em đực kia kìa. Đây nè, anh chàng đang ngáp xem con trai hay con gái à? Đây là cái gấu này. Ôi, nó là... Chị gái. Cái sừng ở trên sông mũi nơi này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Và công viên chúng ta đã có 4 em bé rồi đó. Wow. Chúng ta cùng tìm hiểu xem các bạn Quý đang ơi, ở đâu. Ra đây nào. Và mình cùng khám phá xem bạn tê giác con đó đang ở vị trí nào nhé. Đúng rồi. Anna đã bắt đầu xem cảm thấy đủ rồi đó. Ta. Gumi nào, Gumi quay mặt ra đây nào. Rồi chúng ta đã sẵn sàng khám phá khu tê giác chưa ạ? Mình sẽ di chuyển ngay bây giờ. Ở công viên chúng ta có tổng cộng 24 cá thể trưởng thành. 4 bạn tê giác con sinh ra tự nhiên. Ôi trông kim mông luôn kìa. À bạn mà chúng ta đang thấy là mẹ nha. Ồ, có phải đang mang bầu không ta? Mà sao chị kim mông cái bụng lạ lạ. Con ở trong yêu nhỉ? Có hay á ta. Sao mình không biết nhỉ? Con có biết gì không? Loài linh dư này khi trưởng thành nặng trung bình là 900 kg. Và con bạn cò đang gấp cái gùi nhọn ở trên, đang đi bám trên lỗ mũi đó. À. Ủa, sao con thấy hai con kia vậy? Ủa sao con ngựa nó lại sống được cùng với linh dương à? Một câu hỏi khá là hay ạ. Ở khu vực này chúng ta đang khám phá là những loài động vật đến từ châu Phi. Những loài này khi có thức ăn đầy đủ là các bạn sẽ không tranh giành, không xua đuổi nhau. Và chúng ta cứ biết vì sao tại khu vực này rất là nhiều hố bụng cho các bạn không ạ? Vì tê giác cực kỳ thích ấp bụng. Bên tay trái chúng ta kia có hai bạn đang nằm ngủ. Hai mẹ con đó ạ. Anh ai kìa. Hai mẹ con đây ạ. Bạn này có tên đó. Bạn tê giác. Em bé có tên là Cà Phê. Cứ gọi Cà Phê đi kìa. Dạ mình biết tại sao gọi như vậy không ạ? Màu Cà Phê ạ. Dạ bởi vì lúc mà chờ các bạn này sinh á, những chuyên gia chúng ta sẽ cần canh thuốc nhiều đêm, bổ rất là nhiều cà phê. Cho nên đọc tên là như vậy luôn. Các nhà học đã chứng minh rồi, sừng của bạn giống như sừng trâu, sừng bò, móng tay, móng chân và tóc chúng ta chỉ là chất keratin. Chất này không giá trị với con người chúng ta. Chỉ là những sự thật méo mó bởi anh hợi săn tung tin ra mà loài này có nguy cơ tuyệt chủng. Tiếc quá đúng không? Sau chuyến tham quan này thì sao ạ? Chúng ta đã biết rồi thì chung tay bảo vệ các bạn này nhé. Một điều quan trọng, bây giờ các nhà học màu chúng ta đã quyết định tiêm thuốc độc vào sừng để những ai mà mua về hoặc mang về từ châu Phi là sẽ bị trúng độc khi sử dụng nha. Đó là cách bảo vệ hiện tại đang áp dụng. Cả nhà ơi, mình thấy những chiếc mông rất là căng tròn phía trước không ạ? Để những bạn sở hữu một bò to ngựa vàng. Ở đây bò to à? Đinh chiếu đầu bò chính xác. Quay quá
Và cả nhà chúng ta cùng quan sát. Đầu tiên bạn đà điểu con gái. Bạn này là bạn mái bộ lông màu xám, cái mỏ đen. Còn bạn trống là bộ lông đen, mỏ đỏ. Mà thấy trên cổ bạn có chiếc. Và phía trước có nhiều tê giác không ạ? Wow. Quá đặc biệt. Ôi mỏng kìa. Nó chả có gì là phải vội vàng ha, nó mặc kệ xe ha. Thôi mình biết tại sao này, không? Nhưng mà tại sao? À. Vì đây là lãnh thổ của bạn chị ạ. Bạn nhường đường thì xe cũng làm mới. Cái thưa quý chị thân mến, với cơ thể to lớn như thế này, trung bình một ngày các bạn này ăn là 100kg cỏ. Một tạ cỏ mỗi bạn mỗi ngày nha. À, đó là lý giải mà vì sao lúc nãy trên đường á, tụi mình có thể nhìn thấy một chiếc xe chở cỏ rất là dài, rất là to và nhiều cỏ. Tụi mình mới hỏi là đây là cỏ làm gì. Thì lúc nãy là mọi người có giải thích là cỏ sẽ cho voi ăn, nhưng mà chắc là ở đây cỏ là chia đều cho cả tê giác hay sao ạ? Và chính xác gì nha, hiện tại công viên một ngày có thể sử dụng từ 14 cho đến 16 tấn cỏ một ngày. Một ngày công viên sẽ sử dụng từ 14 đến 16 tấn cỏ cho tất cả các động vật ở đây ăn. Đây, con đực này, con đực này. Và tay trái chúng ta kia, ở đà điểu con trai bằng trống ạ. Đa điểu con gái. À, đa điểu, à hiểu rồi, con trai thì có cái một mỏ màu đỏ. Chính xác ạ. Ôi đẹp quá. Xin giới thiệu Linh Dương. Wow. Sống. Wow. Ôi đẹp quá này. Trời ơi sao nó đẹp thế. Sao nó lên chú lên trên vậy? Lời Linh Dương sừng sống này chúng ta có gọi tên thêm cho bạn là Linh Dương Khu Đường. Ở Khu Đường. Hết hồn. Ôi thấy có một cân. Chị Hương làm nó hết rồi. Cái đuôi nó dài ơi là dài mà cái. Anh chị để kỹ bên tay phải nha. Đó là cái cỏ khô, đó là nhập từ châu Phi về đó, cỏ ăn hoa. Và mình đang xuống dốc nha, ổn định vị trí nha. Nó chặt nè. Bám tay vào. Wow. Một cảm giác cực kỳ siêu quá đúng không ạ? Một cảm giác là chúng ta vừa chuột dốc vừa ngắm các bạn động vật chỉ có trong Vinpearl Safari. Từ trước đến giờ thì mình chỉ nhảy vũ điệu bò tót thôi, đó là điệu Paso Doble. Và chỉ được xem con bò tót qua hình ảnh của TV hoặc là các cái YouTube thôi. Còn bây giờ là mình đã được nhìn thật. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy cái sừng này. Sừng này được thiết kế theo dạng ở trong là tổ ong đúng không ạ? Yeah. Là nó sẽ rộng, nó có các cái đan xen. Thì nó sẽ nhẹ. Em sẽ nghiên cứu cái sừng này để về dàn dựng. Vâng ạ. Thế sừng của Anna là sừng gì? Anna là sừng. Anna có sừng à? Đây là cái gì? Cái cháu đó. Tức là vừa rồi mình tưởng đấy là bò tót nhưng mà đấy là bò châu Phi sừng dài, thế là mình vẫn bị nhầm về các loài cỏ. Em đỡ không? Và chúng ta có biết chứ không ạ? Chúng ta đã kết thúc hành trình tham quan rồi. Bây giờ các bạn nhỏ có muốn cho nuôi cao cỏ ăn không? Đây, các bạn sẽ đi cùng với chú Đạt nhé. Chú sẽ dẫn chúng ta vào cho hươu cao cổ ăn. Một trong những cảm giác rất là thú vị, mình sẽ chạm vào chiếc lưỡi dài nửa mét của hươu. Và chụp hình với đôi mắt rất là đẹp của các bạn nhé. Đúng rồi. 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 Đ
Ba mẹ có thể trình diện khắp nơi và khán giả khắp mọi nơi đều hưởng ứng, trừ một nhân vật không bao giờ hưởng ứng. Đó là con nhà mình. Trên cao nha. Còn ở dưới sát là trong nhà có một bạn đây. Công viên chúng ta có 3 thành viên trưởng thành, một em bé ạ. Hello. Ổ khỉ đầu chó mặt xanh. Ta nhất là một khỉ. Bé xíu, bé xíu. Nó chỉ như thế này thôi mọi người. Đây, 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 đây. Đó, ở đằng xa xa kia. Đây, bạn bên này gần hơn. Bên này chúng ta sẽ không giống loài khác mọi người ạ. Hai đứa đang đứng và hai người ngồi. Anh chị đoán được bạn này tên gì không? Vịt trời. Đặc biệt đúng không ạ? Công viên chúng ta là có cả vịt sim luôn đó. Vì bạn này sống có đôi có cặp. Lỡ bạn tình mà có qua đời, bạn còn lại sẽ sống như vậy suốt đời mà chẳng lấy vợ hay lấy chồng. Vâng ạ. Hoàn toàn tự nhiên nha. Dạ. Khi mà các bạn khi mà các bạn âu yếm với nhau về tình cảm á, hai cái cọ bạn sẽ so bằng nhau vô tình thành trái tim. Cái thực tế không phải ghép nha chị, hoàn toàn tự nhiên luôn á. Ngay cái mùa xuân chúng ta sẽ thấy cảnh tượng đó. Dạ. Rồi mà cả nhà quan sát bên tay trái, mình xem các bạn lên trên núi. Loại này bổ nhiều ở khu vực đồi núi và cái làn da, cái bộ lông của bạn y chang như đá luôn đúng không ạ? Đây là cách ngụy trang cái bản năng sinh tồn của loài này. Kiểu là đá ấy thế ạ. À. Hay quá ha, ngoài kiểm soát luôn. Bà mơ em luôn. Quá đáng yêu. Đâu? À, nhìn kìa, 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 bên này, 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 nhìn kìa. Kìa, kìa, kìa. Wow. Nằm đây, đây, đi nhìn kìa. Bi, bi. Dễ thương. Bi, chia tay ra. Con thử tên đây, con đưa vào chiếc vòi của bạn. Con thấy cái ngón tay không? Dạ. Nè, Tumi nè. Ê, cho bạn này đi, cho bạn này nè. Con đây nhiều hơn nè. Em mất thì thi rồi. Thi rồi. Chúng ta vừa rồi cho coi công ty có bán cái ăn của bạn. Bên ngoài đó. Cho con voi elephant cho ăn nha. Cho ăn nhanh hơn mình nữa. À, nó ăn nhanh hơn mình à? Bi phải cho đều hai con chứ. Nhưng mà nhất. Kìa 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 bên kia nữa kìa. Bi kìa. Hả? Đó đây này, em cho em voi này ăn nữa này. Con voi đói quá. À, đúng rồi. Đưa đi. Phát đạt. Thế con bảo với mẹ là con muốn ăn kem cho con làm sao? Thế là đi nhìn kìa. Tè le vậy sao? Đi đi đi, dẫn.
bỏ tay đó. Trời ơi anh Na, anh Na không muốn quay nhỏ, anh Na không muốn lên hình nữa, anh Na kìa. À, là không sung quá, chỉ có buồn quá thôi. Vinh rồi.